Rồi, mến chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Chúc ngày mới vui vẻ và có được ngày làm việc thành công nhất có thể nha anh em. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 âm lịch, cũng đến thời điểm mà định kỳ mình sử dụng NPK trong cái giai đoạn 1 này rồi. Thì sử dụng lần thứ 2 rồi nha anh em. Lần này là lần thứ 2 ha. Thông thường thì NPK hoặc là phân hữu cơ thì mỗi tháng mình chỉ sử dụng cho cây một lần thôi nha anh em. Thì giả sử đầu tháng mình sử dụng NPK thì giữa tháng mình sử dụng hữu cơ và ngược lại. Có cũng khá nhiều anh em khán giả chăm theo cái nhịp của mình, cũng lấy phân thuốc từ mình về. Rồi khi mình xài cái gì thì anh em cũng có yêu cầu là đăng lên rồi anh em cùng làm theo á. Nhưng mình chỉ nói trên những cây bình thường thôi anh em. Đây là mình quay những cây thực tế trên sân của mình. Mình đã sử dụng bất kỳ cái loại nào thì anh em cũng đã thấy rõ ha. Khi mình làm thực tế mình quay cho anh em xem. Và bây giờ thì mình sẽ cập nhật những cây của mình nó giờ nó như thế nào rồi, để anh em có thể tham khảo ha. Ở thời điểm đầu năm á, giai đoạn đầu á, trong cái việc chăm sóc cây mai vàng thì mình có nói rất là nhiều lần là khi sử dụng NPK thì ưu tiên cho số đậu cao lên nha anh em, là đạm cao để giúp cho cây mau phát đọt. Thì chức năng của đạm lân kali làm gì thì mình cũng đã có các clip mình phân tích trong cái khả năng của mình để những anh em mới tập chăm thì hiểu thêm. Thì giai đoạn đầu này mình sử dụng ưu tiên cho đạm cao để cây phát đọt thôi. Thì nó càng nhiều đọt, càng nhiều nhánh, càng nhiều lá thì càng sau này càng nhiều hoa thôi. Thì cũng có một số anh em khán giả hỏi rằng khi cây nó đang đi đọt non, mình sử dụng NPK cho cây được không? Thì được hết nha anh em. Miễn là anh em cây của anh em trồng phát triển bình thường trên 3 tháng ha, không tính cây phôi, thì cây ra đọt non đọt già đó, khi tới lượt định kỳ anh em sử dụng phân bón bình thường, nhưng mà không được quá lưu lượng sử dụng nha. Quá lưu lượng sử dụng thì cây chết, thì cái đó là hiển nhiên rồi, phạm phân thì khó cứu lắm anh em. Thì trên sân của mình thì cũng có đa phần đang đi cơi hai nha anh em. Có một số cây thì cơi hai đã già rồi, còn đa phần đó đang ra đọt non đây. Thì thời điểm này anh em phải bấm chẩn nha. Đó, thì đọt non này mình vẫn sử dụng được bình thường ha. Đó, nếu mà sử dụng mà cây đọt non mà có một số ý kiến sử dụng không được thì mình ngày hôm nay mình tưới đây, tưới coi để coi nó chết hay không ha. Lần sau mình quay anh em xem. Thì bắt đầu vào cái loại phân bón ngày hôm nay mình sử dụng, để anh em nào có thì xài luôn ha, lôi ra xài ha. Những anh em mà lấy phân thuốc từ mình về đó thì mình đều để cái loại màu xanh này vào, là 29-10-10, loại Nutrigol màu xanh nha nè. Đó, mình xài ở giai đoạn này cho cây mau đâm chồi á, thì cái số đầu nó phải cao hơn. Anh em không nhất phải xài loại này mới được đâu nha, nghe kỹ nha. Chứ nhiều khi anh em thấy mình đem loại này ra nói rồi để quảng cáo bán, thì một phần thì anh em nào cần xài thì mình cũng gửi đó. Nhưng mà anh em có thể xài 30-10-10 vẫn được, hoặc 20-10-10, miễn sao số đầu cao lên là được rồi ha. Cái loại này thì của Đức nha nè, nó cũng người ta cũng để phân bón trung vi lượng vào đây nữa, thì có nghĩa là đa trung vi lượng đều có đủ trong này á. Có mani oxit thì nó rất là tốt cho cây ha. Đây có cộng TE đây. TE thì là phân bón lá trung vi lượng đó. Còn về cái cách xài thì anh em có thể phun lên lá hoặc tưới gốc thì đều được ha. Còn liều lượng xài thì người ta cũng có ghi ở trong này hết, nhưng mà theo mình xài là chỉ 1 gram phá 1 lít nước thôi anh em. Đừng có xài nhiều quá ha, thà phân bón anh em cho thiếu xíu đi. Nhưng mà có thể là anh em chia nhỏ, một tháng mình sử dụng một lần, nhưng ai có thời gian thì tháng sử dụng hai lần, nhưng mà nửa liều lượng của người ta thôi, là không bao giờ phạm ha. Cái gói này thì có trọng lượng có 100 gram ha, pha được với 100 lít nước. Anh em nào xài ít thì tự chia nhỏ ra nha. Bây giờ thì mình sẽ vào pha để tưới thực tế trên những cây của mình ha, để coi clip sau cây mình có bị gì không. Thì thông thường mình tưới bằng cái thùng B này là 18 lít nước, pha 18 gram. Thì mình cũng không chính xác 18 gram đâu nha, mình không có cái cân điện tử rồi gì đó ha. Còn anh em nào mà có cân điện tử rồi gì đó thì nó sẽ chính xác hơn. Còn mình thông thường mình lấy cái nắp này nè, mình chừng khoảng gì đó ha, và khoảng 18 tới 20 lít nước thì pha bằng cái nắp này. Còn những anh em nào có xài cái hũ N3M lớn á, nửa ký, thì người ta có tặng kèm theo cái muỗng là 15 gram, từ đó mình lấy ra mình xài. Cái thùng này thì 18 lít thì mình xài khoảng chừng một nắp như thế này, ngang ngang thôi ha. Mình xài kiểu này thì rất là nhiều lần bằng cái nắp này rồi, thì không thấy cây bị ảnh hưởng gì cả nha.
trên sân của mình thì có một số cây như vậy, hồi nãy mình quay thôi thì mình tưới khoảng hai lần của cái thùng này. Những anh em nào mà có lấy cái loại này của mình về xài thì cho vào cái lọ như thế này ha, rồi lấy bút lông ghi lên, chứ không thôi là không ghi là quên ha, lâu lâu mới xài một lần mà. Đó, mình cũng ghi 29 10 10 đây nè. Nhiều khi quên nói khúc này thì anh em nói mình giới thiệu thì cái gói màu xanh sao đổ cái loại gì ở trong cái lọ này ra thì cũng khổ. Bây giờ thì cho nước vào rồi quậy lên cho tan đều đem đi tưới thôi, không có gì khó ha. Cái loại này cũng rất là dễ tan anh em, như nó rất là mau tan, anh em cho đầy cái thùng này coi chừng nó tan luôn rồi. Nhưng mà kỹ thì anh em quậy thêm một vòng nữa ha thì nó sẽ tan ngay hết. Nên những anh em khán giả mà lấy phân thuốc từ mình á, kêu mình ghi ra cái loại nào sử dụng vào giai đoạn nào ha, thì ghi không nổi đâu nha anh em. Anh em đăng ký kênh thì mỗi khi mình làm cái gì thì mình đăng lên thì anh em đều thấy được ngày này làm cái đó với cái liều lượng như đó, cái kia rồi thì nó dễ hơn anh em. Trước giờ và sau này cũng vậy thôi. Thì mình sử dụng bất kỳ cái loại phân bón nào hay thuốc nào để trị cái bệnh gì, hoặc là sử dụng phân bón vào giai đoạn nào thì mình đều đăng lên hết ha. Anh em nào không đăng ký kênh, không ấn vào quả chuông thì YouTube sẽ không báo ha. Còn đăng ký kênh, ấn vào quả chuông và ấn vào chữ tất cả thì YouTube đều thông báo những clip mới nhất mà mình đăng nha. Còn tưới thì mình tưới vừa đủ ẩm chất trồng là được, pha với cái liều lượng như thế này thì anh em có thể tưới vừa đủ ẩm chất trồng thôi. Còn anh em tưới nhiều quá thì nó chảy ra ngoài chứ nó không bị phạm phân anh em. Chảy ra ngoài thì tốn phân của mình, mà tưới ít quá thì nó không có đủ cho cây hấp thu. Chậu nhỏ, chất trồng ít thì tưới ít lượng nước lại. Chậu lớn hoặc trồng bồn rồi các kiểu thì chất trồng nhiều thì tưới nhiều nước vào. Chứ anh em có khi hỏi tưới mấy ca, bao nhiêu lít thì mình không biết ha. Chậu cây của anh em nhỏ hay lớn mình đâu biết được đâu. Mình làm thực tế một vài cây mẫu để anh em xem thôi ha. Chứ còn việc tưới không cũng dễ mà. Để anh em xem chứ không thôi mình nói mình không làm, có một số anh em cũng không dám làm. Thì bây giờ mình sẽ dừng clip ở đây để mình làm việc cho nó nhanh nha. Anh em xem clip á, nếu thấy rút ra được những gì đó hữu ích cho mình trong cái việc sử dụng NPK cho cây á, thì vui lòng cho mình xin một like ha, để giúp cho clip này được YouTube đề xuất nhiều hơn, đến được với nhiều anh em khán giả mới tập chăm cây hơn. Còn những anh em nào mà muốn làm chăm theo cách của mình, hoặc là xem kênh, yêu mến kênh thì phải ấn vào đăng ký nè, rồi ấn vào quả chuông, rồi ấn vào chữ tất cả. Thì anh em làm đủ 3 bước này thì mỗi khi mình up clip mới lên, YouTube sẽ báo về máy cho anh em trong vòng 1 giây để anh em mình cùng làm cho vui. Lẽ dĩ nhiên nếu mà anh em không tin tưởng thì không cần làm mấy việc này rồi. Thôi, chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.